Đọc ngay những điều này vào mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ làm thay đổi vận mệnh, chuyển hóa thành phúc. Hãy dành một phút để đọc ngay bạn nhé. Tùy duyên, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Tình cảm không thể qua loa lấy lệ, cũng giống như tấm lòng thành không thể bị đem làm trò đùa. Duyên tới không nên khinh nhẹ mà bỏ qua, duyên đi cũng đừng bi lụy mà nuối tiếc. Hãy dùng tình cảm để đáp lại tình cảm, đó mới là tình cảm thật sự. Yêu thương bình đẳng với tất cả mọi người mới thật sự đắc được nhân tâm. Đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vui cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi hữu xạ tự nhiên hương nên tự bản thân đã có hương vị rồi. Vội cũng vậy mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muộn phiền. Nóng cũng được mà lạnh cũng vậy, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoáng qua. Đời người ta bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến cõi hồng trần đều giống như một vị khách qua đường. Có rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ sao phải níu giữ truy cầu. Bởi vậy, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Duyên đến hãy vui mừng đón nhận, duyên đi hãy bình thản bước qua. Cuộc sống phải có khó khăn, hoạn nạn, hãy bình tâm đón nhận. Đức Phật đã dạy chúng ta, nếu thành công đến quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng, tự phụ. Có khó khăn, hoạn nạn, ý chí ta mới được tôi rèn, bản thân mới trưởng thành. Gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ không còn tâm kiêu căng, không còn lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê lầm lẫn. Tính toán mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự tương hỗ, qua lại lẫn nhau. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thênh thang. Không nên tính toán với người quân tử, bởi họ sẽ trả lại bạn gấp đôi. Không nên tính toán với kẻ tiểu nhân, bởi họ sẽ gây thêm tai họa. Khoan dung mặc dù là sự nhượng bộ với người khác, nhưng thực tế là mở rộng con đường trong tâm mình. Tâm tính phải vững, biết nhẫn nhịn và bỏ qua. Tâm tính của chúng ta không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi, hồ hởi. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta dễ nổi sóng gió. Nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng những cơn bực dọc, tức tối, những điều khó nghe, cay nghiệt. Gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc còn có thể êm xuôi, hòa chuyện. Nhưng gặp đối phương ngoan cố thì khó có thể đoán trước được sự việc. Buông bỏ. Người xưa có câu, buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay, dù sự việc xảy ra có long trời lở đất đến mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự việc nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Cho dù đó là việc lớn cỡ nào trong kiếp này, tới kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết được người ta kể lại. Nếu gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Hãy hít một hơi dài bình thản, vì ngày mai trời sáng thôi. Ba câu nói sau
có thể mang lại phúc đức cho cả đời người. Trong cuộc đời mỗi con người, gặp được quý nhân không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên, chúng ta càng nên đọc, ngẫm và làm theo những câu nói có thể mang lại lợi ích lâu dài sau đây. Hãy nhớ rằng, có những thứ không thể nắm chặt trong tay. Hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên để bản thân ta được nhẹ nhõm. Trong đầu không phải đè nặng những mối suy tư. Câu thứ nhất, không nhất thiết phải tự tạo áp lực hạ thấp mình, càng không nhất thiết phải tâng bốc người khác. Cho dù xuất thân thấp kém hay cuộc sống khó khăn, chúng ta cũng không nên để bản thân bị thao túng trước ánh mắt của người khác. Chỉ có duy trì vững chắc nhận vốn có của bản thân, trực tiếp đối mặt với đời, lúc cần nói thì nên nói, lúc cần làm thì nên làm, bạn sẽ khiến người khác không thể coi thường mình. Đây cũng là cách giúp bạn có thêm ngày càng nhiều những cơ hội bình đẳng và có sự tôn trọng. Câu nói thứ hai, tin vào bản thân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào người khác. Làm người nhất định phải có tư tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Với mỗi cá nhân, tin vào chính bản thân mình quan trọng hơn rất nhiều so với việc ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Những người khác nhau khi hành sự chắc chắn không thể giống nhau. Năng lực mạnh, yếu của từng cá nhân, thông thường người quản lý đều có thể thấy rõ. Chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, bạn sẽ không bị vùi dập, trừ khi bạn vẫn còn nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Bất luận thực tế cuộc sống của mỗi người có ra sao, nỗ lực không bao giờ là thừa. Câu nói thứ ba, biết kiềm nén và biết khiêm tốn. Trên hành trình mang tên đường đời, khó có thể tránh được những lúc thất bại. Việc oán hận người khác, than trời bất công, đó đều là những biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thể kiềm nén bản thân. Kiềm nén, kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của bản thân là biểu hiện của một cái đầu khôn ngoan, trí tuệ, là sự trầm định của lý trí, là tiêu chí của sự thành thục. Khiêm tốn chính là sự tự tin trong nội tâm. Hãy thật sáng suốt, nhận định lúc nào nên khiêm tốn để biến nó thành vũ khí quyết định sự thành bại của bản thân. Có người thắc mắc, phúc lộc của đời người là từ đâu mà đến? Là do tài năng, học vấn, do may mắn hay sự ưu ái của ông trời? Kỳ thực hoàn toàn không phải vậy. Cổ nhân có câu rằng, người làm điều thiện, phúc tuy chưa đến, nhưng họa cũng đã tránh xa. Người làm điều ác, họa tuy chưa đến, nhưng phúc đã rời xa. Không nói đến có quỷ thần hay không, hoặc có chuyện quỷ thần báo ơn hay không, nhưng có một điểm chắc chắn là làm nhiều việc thiện, phúc ắt có dư, làm nhiều việc ác, họa tất có thừa. Phật dạy, từ bi không phân biệt ai với ai. Đức Phật đã từng được tặng một món quà kỳ lạ. Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết giảng Phật Pháp cho các vị đệ tử, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn xông đến, xúc phạm Ngài thậm tệ, thậm chí còn định tấn công Ngài. Thế nhưng dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, đáp lại thái độ giận dữ của đối phương, Đức Phật chỉ hoàn toàn im lặng. Tất cả đệ tử đều ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật. Người đàn ông Bà La Môn lại càng ngạc nhiên gấp bội. Ông đã hỏi Đức Phật rằng, tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi? Đức Phật chỉ mỉm cười bình thản. Nếu ta tặng ông một món quà, ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về tôi, người đàn ông đáp. Đức Phật gật đầu và giải thích. Cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Tha thứ cho người khác chính là cởi trói cho chính mình. Trong cuộc sống,
bạn có bằng lòng tha thứ cho người đã hãm hại bạn không? Bạn có bằng lòng giúp đỡ họ không? Bạn có cần người khác phải cúi đầu xin lỗi bạn trước, rồi bạn mới giúp đỡ lại họ? Vốn dĩ, lòng từ bi không phân biệt ai với ai, trước hay sau, sang hay bần. Chỉ cần cảm nhận được tất cả nỗi đau khổ của chúng sinh, đối xử tử tế với chúng sinh, đồng thời giải thoát chúng sinh khỏi những đau khổ đó, hy vọng chúng sinh được sống vui vẻ, đó chính là sự từ bi chân chính. Tha thứ cho người khác cũng là cởi trói cho chính mình. Nhiệt tình giúp đỡ người khác, tích cực cho đi cũng là cách để chúng ta nhận lại phúc báo cho bản thân. Vốn dĩ, phúc báo lớn nhất trên đời chính là sự tha thứ. Con người cao bởi chữ nhẫn, quý ở chữ thiện và hơn nhau ở chữ ngộ. Thật khó để định nghĩa thế nào là người thượng đẳng hay hạ đẳng. Nhưng nếu làm tốt những điều dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ tự hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại. Làm mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng. Yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không làm là được rồi. Đừng quá khắt khe đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân. Những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân. Hãy để tự nhiên. Ai cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó trong cuộc sống. Đừng chán nản và hãy nghĩ đến viễn cảnh sau cơn mưa trời lại sáng. Không ai rảnh rỗi ngồi đấy đếm từng lỗi của bạn. Cứ thư giãn thôi, quan trọng là giai đoạn sau khi sai phạm, sửa chữa lỗi lầm. Bạn sẽ dễ dàng tìm được những người bạn cùng chung tư tưởng. Thế nhưng bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần khi làm việc cho những người khác quan điểm. Đừng phán xét ai cả. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện và những vấn đề riêng mà chỉ có họ mới có thể hiểu hết. Bạn có thích người ta phán xét mình không? Nếu bạn không thích điều gì xảy ra với mình thì cũng đừng nên làm điều đó với người khác. Khi tranh luận, nếu gặp phải người hiếu chiến thì nhường người ta đi, gần cổ lên, được gì ngoài mất hòa khí. Nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật, không cần cãi. Đừng xem thường ai khi họ chưa có gì, bởi vì loài người thường lạ lắm. Khi sa cơ không lời an ủi thì lúc thành công họ cũng không cần tiếng vỗ tay. Hãy tôn trọng và đối đãi tốt đẹp, ngay cả khi họ chưa là gì, đó mới là lòng tốt thật sự. Hãy luôn chú trọng vẻ bề ngoài. Đây là cách bạn tôn trọng chính mình và cả những người xung quanh. Con người cao ở nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn khác nhau ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Vậy để trở thành người có tu dưỡng, chúng ta cần phải làm gì? Hãy cùng xem những lời răn của người xưa dưới đây.
Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý, đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng, yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi. Đừng quá khắt khe, đừng đòi hỏi ở người khác những việc mà bản thân không muốn làm. Cũng đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân, hãy để tự nhiên. Đừng cay cú, trách móc khi ai đó ghét mình. Cứ nghĩ rằng hẳn mình phải có 50% sai. Nếu mình tốt và đúng hết thì người ta đã chẳng ghét. Bạn hãy cứ nghĩ vậy đi, cho bản thân được thanh thản. Con người cao ở chữ nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên, hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn, cung kính, nâng người hạ mình mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái của một người bị mất cân bằng thì mọi thứ tất sẽ bị lệch. Đối với người thiện, tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ. Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong bồi dưỡng, hung đúc mà có phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng, cao quý. Muốn có hạnh phúc trọn vẹn, hãy tu tâm tạo nghiệp lành. Sở dĩ cuộc đời còn nhiều khổ đau, bởi vì con người thường tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác. Con người tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác bởi các tâm tham lam, sân hận và si mê. Bởi vậy cho nên, muốn sống cuộc đời thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc, không tự làm khổ mình và không gây khổ cho người, chúng ta phải biết tu tâm hay tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là cách để con người ta tĩnh tâm trước mọi thay đổi, đau khổ, mọi bộn bề của cuộc sống. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết. Tâm đau khổ vì phiền não, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Trong gia đình, khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài, lại càng khổ hơn.
mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ. Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên, nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ, niềm đau riêng. Ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh, giành giật, hơn thua, phải trái. Cứ như thế, oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người. Người không biết tu, bản thân họ không được hưởng an lạc và hạnh phúc. Họ thường bị phiền não và đau khổ, cuộc đời chi phối, bức bối và chẳng có một phút giây thanh thản. Tấm lòng của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều chung mục đích là hướng thiện. Muốn có tấm lòng trong sáng, tốt đẹp, được người yêu thần quý thì nên săn sóc, nuôi dưỡng tấm lòng của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Tu tâm là việc có thể tự làm ở ngay tại nhà, ngay trong từng việc nhỏ hàng ngày, ở bất kỳ nơi đâu. Ở nhà nên biết kính trên nhường dưới, hòa nhã, yêu thương. Ra đường biết bên yếu chống mạnh, bảo vệ lẽ phải, chấp hành pháp luật cũng là tu tâm. Ba điều sau đây rất có ích cho việc dưỡng tâm lại đơn giản, nên học theo. Đầu tiên, thở chậm và điều hòa. Nếu có thể mỉm cười, dù bằng mắt hay chỉ nghĩ đến niềm vui trong lòng, tức là để tâm hài hòa với mọi sự và mọi vật xung quanh. Thứ hai, buông nhẹ hai vai, thả lỏng thân thể, cho mọi phiền muộn, những điều không may mắn chạy xuống chân, ra khỏi thân thể và tan biến vào lòng đất. Thứ ba, để một cái lọ thủy tinh ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần đi ra đi vào, nhìn thấy lọ thủy tinh thì nhớ nhắc mình bỏ những đồng tiền xu, tiền cắt vào đó và tâm niệm: tôi đóng góp số tiền này để có thể giúp đỡ những trẻ mồ côi, người già yếu hay những ai kém may mắn, vất vả, thiếu thốn trên đường đời. Những điều ấy tuy nhỏ thôi, nhưng như nước dưỡng cây, nuôi lớn tâm hồn, giúp ta trở thành người tốt, biết hướng thiện, sẻ chia và trở nên đẹp đẽ giữa cuộc đời. Mỗi một người tốt sẽ góp phần làm nên một xã hội tốt. Tu tâm và dưỡng tính, theo lời Phật dạy, là tạo phúc cho bản thân. Khi gặp chuyện không vui, hãy tự nói với mình ba câu này. Hãy nghĩ rằng hết thảy chúng sinh đều từng là cha mẹ đời trước của ta. Đức Phật đã từng khai thị với các đệ tử của mình rằng hết thảy chúng sinh trên đời đều từng là cha mẹ kiếp trước của ta. Đương nhiên, đó là một cách nói hình ảnh, ẩn dụ. Pháp lý mà Đức Phật Thích Ca muốn truyền tải chính là hãy đối xử với tất cả những người ta từng gặp gỡ giống như cách ta phụng dưỡng, yêu thương cha mẹ của mình vậy. Khiêm nhường, lễ độ, thân ái, triều mến. Phật gia giảng về lục đạo luân hồi. Con người sinh ra không chỉ tồn tại một kiếp, một đời. Rất có thể ở những kiếp khác nhau, hai người đã có nhân duyên. Bởi vậy khi có người khiến bạn bực mình, hãy thử nghĩ rằng, biết đâu trong những đời trước, họ đã từng là cha mẹ của mình. Nếu quả thực là như vậy, có phải họ cũng đã từng chịu đựng bao vất vả, cực khổ để nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương ta hay không? Khi ấy, liệu chúng ta còn nỡ lòng căm hận họ hay không? Hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư từng nói, xem hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát, duy chỉ có mình ta là kẻ phàm phu. Ý nghĩa của câu nói này thực ra vô cùng sâu sắc. Phật gia giảng, mỗi người đều có Phật tính, nghĩa là bản tính nguyên sơ của con người
chính là do Phật tạo nên, là thuần thiện, thuần chính. Dẫu trên đường đời bạn gặp không ít kẻ tiểu nhân, những người cơ hội chỉ trực làm hại ta, nhưng Phật nhắc ta nhớ rằng, như Mạnh Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đừng vì cái xấu xí của họ hôm nay mà thiếu đi sự tin tưởng vào bản tính thiện lành gốc rễ của con người. Khi có thể coi họ như Bồ Tát, có nghĩa là ta đã nhìn thấu được sự tốt đẹp chân chính của sinh mệnh họ, nhận ra được phần thiện lành ẩn sâu trong họ. Chỉ như thế, ta mới có thể bao dung và yêu thương họ. Phàm những người chọc giận ta, ở một khía cạnh nào đó là đều đang giúp ta tôi rèn sự nhẫn chịu, một trong những đức tính tuyệt vời nhất mà Phật gia yêu cầu đối với sự tu dưỡng của con người. Có thể nhẫn chịu và mỉm cười trước những lời thóa mạ, châm chọc, những chuyện đố kỵ, hèn hạ, nhỏ nhen. Chẳng phải bạn đã trở thành một bậc quân tử rồi sao? Chẳng phải đã nâng cao phẩm giá, đức hạnh của mình lên mấy phần rồi sao? Chúng ta thực sự nên cảm ơn họ. Có thể ngay trong đời này, cũng có thể là ở kiếp sau, chỉ cần có duyên, họ ắt sẽ đắc được Phật Pháp nhiệm màu, cũng có thể tu thành chính quả, thành một vị Phật chân chính. Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải chính là từ một người thường với tâm cầu đạo, tu hành nhiều năm, rồi nhập Niết Bàn mà trở thành Phật. Đó là lý do vì sao Phật giảng, điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người là trở về, phản bổn quy chân, quay về với bản tính thuần thiện, nguyên sơ của sinh mệnh. Khi con người có thể phản bổn quy chân, rũ bỏ sự vô minh, tâm tối để quay về chân giá trị, thì chuyện đắc đạo thành Phật chẳng phải chỉ còn là vấn đề sớm muộn hay sao? Nói cách khác, hết thảy mọi chúng sinh đều đáng nhận được sự tôn kính, bởi vì trước Phật, tất cả đều bình đẳng. Thế thì tại sao ta có thể sân hận họ được đây? Khởi tâm sân hận, oán thù họ, nào có khác chi oán hận Phật đây? Đạo lý chính là như vậy. Vậy nên mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng, đụng độ phải người gây khó dễ, đối diện với điều ấm ức, bạn hãy niệm thầm trong đầu mình ba lời này. Hết thảy chúng sinh đều đã từng là cha mẹ đời trước của ta. Hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát lúc này. Hết thảy chúng sinh đều là Phật trong tương lai. Nỗi sân hận trong tâm bạn sẽ mau chóng tiêu tan như làn khói. Mọi yêu ghét, hận thù cũng sẽ qua như giấc mộng. Và bạn sẽ chỉ thấy vô thường sinh tử kiếp con người, hồng trần cuồn cuộn chẳng phút nguôi. Tâm phiền rũ, lòng như trăng sáng, gieo thiện lành kết phúc nơi nơi. Nếu bạn đang tồn tại trên cuộc đời, thì hãy đọc ngay những điều này, vì cuộc sống không dài như bạn nghĩ. Hãy mỉm cười với những người mà bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất, không bao giờ vô ích. 1. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. 2. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đây là cuộc sống của bạn và bạn phải đấu tranh vì nó. Hãy đấu tranh vì những điều đúng đắn, vì những điều mà bạn tin tưởng và vì những thứ quan trọng với bạn. Đấu tranh vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Ngay bây giờ, hãy hiểu rằng
bạn may mắn khi vẫn còn có cơ hội. Vì thế, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn cần phải làm, thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó, như tốt nghiệp đại học, xây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó, đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều, bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời với mọi người hay không? Thứ tư, khi bạn trì hoãn, bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày hôm qua. Nhưng khi bạn chủ động, ngày hôm qua sẽ là một người bạn tốt, làm động lực thúc đẩy bạn. Vì thế, hãy làm điều gì đó ngay từ bây giờ để tương lai phải cảm ơn bạn. Thứ năm, thất bại là bài học mà bạn nhận được. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết hy vọng, ngay cả khi họ đã làm người khác thất vọng. Với những ai vẫn có niềm tin, ngay cả khi họ đã nếm mùi thất bại. Với những ai vẫn biết yêu thương, ngay cả khi bị tổn thương. Vì thế, đừng bao giờ nuối tiếc về những điều đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Chúng ta không thể thay đổi, không thể làm lại hay quên nó. Hãy biến chúng thành những bài học và sống tiếp bằng lòng biết ơn. 6. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. 7. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế, hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 8. Những hành động tử tế, dù rất nhỏ nhoi, cũng sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy mỉm cười với những người bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất không bao giờ vô ích. Bất cứ nơi nào có con người thì đều có cơ hội cho sự tử tế. Hãy học cách cho đi, ngay cả khi đó chỉ là một nụ cười. Cho đi không phải vì bạn có quá nhiều, mà vì bạn biết rằng có quá nhiều người cảm thấy họ dường như không có gì cả. 9. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương, nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi, có những nỗi buồn đang trên đường đời, nhưng vẫn có rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. 10. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Cách đây vài năm, khi tôi hỏi bà tôi về việc vượt qua nỗi đau, bà đã giải thích với tôi rằng, hãy nhìn vào những vòng tròn bên dưới, những vòng tròn màu đen đại diện cho kinh nghiệm sống của chúng ta. Vòng tròn của bà lớn hơn vì bà nhiều tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cháu. Những vòng tròn đỏ, nhỏ hơn đại diện cho những chuyện buồn trong cuộc sống của chúng ta. Đọc và ngẫm. Nỗi khổ đau dai dẳng là tự thân mình. Người đàn ông. Không phải vậy sao sư phụ? Người khác than khổ nhiều nhất chỉ cần 3 ngày 3 đêm. Còn than khổ có thể phải cần 3 năm lận đó. Sư phụ nói, đó là cái khổ của lúc nào.
Người đàn ông đáp: Dạ, vào mấy năm trước. Sư phụ tiếp lời: Vậy chẳng phải đã qua rồi sao? Tại sao còn bám giữ không buông? Sư phụ dừng một lúc rồi lại hỏi: Phần của con có thối không hả? Người đàn ông đáp: Đương nhiên là rất thối rồi. Sư phụ mới nói: Nếu vậy, bây giờ phân đó đang ở đâu? Người đàn ông trả lời: Đi xong là xả sạch luôn rồi. Sư phụ lập tức nói: Tại sao con không gói nó lại, bỏ nó trên người con? Gặp được ai cũng lấy ra nói với người ta: Tôi từng bị thứ này làm tôi thối. Người đàn ông đáp rằng: Điều đó thật ghê tởm quá. Đúng vậy, khổ nạn cũng giống như vậy. Nó đã là quá khứ rồi. Nhớ lại và than khổ cũng giống như chúng ta mang phân ra cho người khác xem. Vừa thối mình lại vừa thối luôn người khác. Còn hiểu chưa hả? Người đàn ông lúc này mới nói: Con hiểu rồi thưa sư phụ. Vậy sau này con còn muốn than khổ nữa không? Người đàn ông lập tức: Không muốn nữa ạ. Nhớ kỹ, càng than khổ thì càng khổ, càng oán trách thì càng oán. Sư phụ nói: Nếu như bạn cứ sống mãi trong thời gian của quá khứ, vậy thì bạn sẽ không có niềm vui. Phật gia dạng: Sống trong đời, người đến với người là bởi do duyên nợ. Đã không có duyên, đã không gặp. Thiện duyên hay ác duyên là bởi nợ nần từ kiếp trước. Làm người mà không thấu hiểu cái lẽ ấy thì suốt đời oán hận, trách móc người nào không đối tốt với mình, đem mối hận trong lòng nên tâm không lúc nào được yên vui, thanh thản. Kỳ thực, nếu như không phải kiếp trước đã từng đối xử không tốt với họ thì nhất định kiếp này đã không gặp họ để trả mối nợ ấy. Trời đất vốn công bằng, nhưng con người vì không thấy nên không tin, cứ than thân trách phận, oán hận cả đất trời. Chẳng phải suốt đời sống trong mê mà không ngộ hay sao? Ta cứ sống độ lượng bao dung, lấy thiện tâm đãi người, ắt có phúc báo muôn vàn kiếp. Lấy thiện đãi người, lấy chân thành đối đãi việc, cả đời ắt được thanh thản. Làm người, lấy lương thiện nhân hậu đãi người, lấy chân thành đối đãi việc. Như vậy thì dù có ở đâu, chúng ta cũng có được một cuộc sống thanh nhàn, an lạc, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vạn kiếp. Theo ghi chép trong Phó Pháp Tạng Kinh, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, có một vị tỳ kheo đầu rất là đau nhức. Lúc ấy, Tôn giả Bạc Câu La vốn là một người nghèo khó, đã lấy một quả kha lê bố thí cho ông. Vị tỳ kheo sau khi ăn xong, chứng đau đầu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tôn giả Bạc Câu La vì đã làm một việc thiện lành này nên đã kết được nhân duyên này. Vậy nên vào 91 kiếp sau đó, Bạc Câu La đều sống hạnh phúc, vui vẻ, thân thể cũng không bao giờ mắc bệnh. Về sau, Bạc Câu La chuyển sinh vào trong một gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn. Mẹ của ông mất sớm, người mẹ kế nhiều lần muốn giết hại ông đều không thành công. Có một lần, mẹ kế bỏ ông xuống sông, bị cá lớn nuốt chửng. Con cá ngay sau đó bị ngư dân bắt được, mổ bụng cá ra thì thấy có một đứa trẻ. Bạc Câu La đã trở thành con nuôi của một người đức cao trọng vọng. Về sau, tu hành chứng đắc quả vị La Hán. Bạc Câu La bố thí cho một vị tăng nhân bị bệnh, liền có được thiện báo 91 kiếp không bệnh tật. Hơn nữa, nhiều lần gặp nạn mà không chết. Đây là duyên cớ của phúc điền đặc biệt,
lẽ nào đây không phải là ác tinh, tức ngôi sao hung ác lìa xa, còn các thần, thần may mắn thì che chở hay sao? Thiện tâm đãi người, trời báo đáp. Thiện lương là một vật chất trong phạm trù hình thái tư tưởng hoặc ý thức, hình thành ở bên trong và thể hiện ra hành động bên ngoài. Hơn nữa là một thể thống nhất, có tác dụng thăng hoa tư tưởng và hành vi của tự mình. Thông thường mà nói, ở vào một xã hội truyền thống bình thường, lực độ hành thiện của một người có quan hệ tỷ thuận với lượng nhiều ít của chất đức nơi tự thân con người. Nhưng cũng không tuyệt đối, nhất là xã hội con người khi đã bước vào thời kỳ mạt pháp này, thói thời sa sút, lòng người chẳng được như xưa, phẩm hạnh đạo đức của con người ngày càng bại hoại. Giả ác đấu hiện hữu khắp nơi, các thứ tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm len lỏi đến mọi ngóc ngách, khiến cho có những người không làm việc thiện, một lòng chỉ để mắt đến tiền, làm giàu bất chính. Nhưng những người làm việc thiện thì chắc chắn là người có đạo đức. Người có đạo đức có những lúc cũng khó tránh khỏi gặp phải một số đau khổ. Đây cũng là ý trời khó tránh. Chính xem bạn đối đãi thế nào có thể chuyển hóa đức của bạn hướng đến cảnh giới cao hơn, hòa vào trong đau khổ, biến ác thành thiện, từ đó cải biến đời người của mình hay không. Nhìn từ một góc độ khác, bên trong chuyện này vẫn còn tồn tại vấn đề thiện đức cùng tăng trưởng. Thiện hạnh của một người nhiều rồi thì đức cũng sẽ dần dần lớn thêm lên. Và đức lớn rồi thì việc thiện của mình cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, phần lượng bên trong nó cũng sẽ ngày càng nặng, và chuyển biến của người này cũng sẽ ngày một lớn hơn. Cổ nhân nói, tích thiện hữu thiện báo, tích ác hữu ác báo. Tích thiện chi gia tất có dư khánh, làm ác chi gia tất có dư hại. Làm việc thiện được thiện báo, làm điều ác gặp ác báo. Nhà nào tích thiện, nhà đó được may mắn, nhà nào hành ác sẽ gặp tai ương. Cảnh do tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Muốn đắc may mắn hay chiêu mời tai họa, tất cả đều là do nhân tâm của một người như thế nào. Vì vậy, từ xưa đến nay, người ta đều khuyên con người hướng thiện, chứ không phải là không có nguyên nhân. Bình thản chấp nhận trả nghiệp. Trên đời này có rất nhiều người tốt, không hề gây nên cái tội nào đáng kể, nhưng lại phải chết thảm hoặc phải qua đời lúc còn xuân xanh, khiến ta thắc mắc không thôi. Tuy nhiên, nếu có thể nhìn thấu nhân quả, ta sẽ biết rằng tất cả đều có nguyên nhân rất hợp lý. Thưa quý vị thính giả và các Phật tử, trên đời này có rất nhiều người tốt, không hề gây nên cái tội nào đáng kể, nhưng lại phải chết thảm hoặc phải qua đời lúc còn xuân xanh, khiến ta thắc mắc không thôi. Tuy nhiên, nếu có thể nhìn thấu nhân quả, ta sẽ biết rằng tất cả đều có nguyên nhân rất hợp lý. Hoặc những người rất lương thiện mà bị chết thảm cũng thế, đều do nghiệp nhân nào đó từ những kiếp xưa. Vậy nên chúng ta cứ yên lòng sống tốt. Còn lại, nhân quả nghiệp duyên tự có đường đi rất công bằng. Nếu lúc nào đó chính mình phải trả nghiệp, ta cũng thanh thản ra đi, không oán trách số phận. Ví dụ, ta bị cướp chĩa súng vào đầu, mình biết rằng chắc chắn hắn sẽ bóp cò, cũng không thể kêu cứu, không thể trốn thoát được, và tên cướp cũng không thay đổi ý định. Ta chỉ có một con đường duy nhất là phải chết mà thôi. Lúc đó, hãy nhớ lại đạo lý mà chúng ta đã nói với nhau hôm nay và bình thản nhớ đến Phật.
nhắm mắt chờ đợi giây phút ra đi. Ta chấp nhận quả báo và đón nhận cái chết một cách bình thản. Như thế vẫn cao thượng hơn là run rẩy sợ hãi, quỳ lạy xin tha mạng. Hãy biết rằng, một khi định nghiệp đến thì chúng ta không thể nào thay đổi được. Bình thường thì dĩ nhiên là không ai muốn điều xấu xảy đến với mình. Cũng có những lúc ta có thể cải số được, hoặc tình hình chưa quá bi đát thì hãy cố gắng làm điều gì đó, hoặc là xoay sở để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, hoặc là niệm Phật, xin Phật gia hộ cho cả những chuyến xe được an toàn. Vì cái duyên mình vẫn còn, nên Phật sẽ độ cho tai nạn qua đi, để mình còn thời gian mà sống và tạo phước bù lại tội xưa. Tuy nhiên, có những trường hợp là định nghiệp, ta có niệm Phật cũng không thoát khỏi, thì hãy an lành chấp nhận quả báo. Thái độ đó cao thượng hơn, bản thân cũng được bình an, thanh thản, hạnh phúc hơn là gào thét trong tuyệt vọng. Điều gì quan trọng nhất cuộc đời? Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới. Người xưa dạy rằng, một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì, thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất phải là làm người, và sau đó thì mới là làm việc. Người ta cũng ví rằng, làm người là một môn học mà có dùng cả cuộc đời cũng không học hết được. Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý, thì chuyện ngày hôm nay sẽ dần tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Đừng tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta nói rằng, trên bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Tĩnh lặng thì mới nhìn được xa. Nếu một người trong tâm lúc nào cũng tự cao tự đại, so sánh với người này người khác, thì sao có thể tĩnh tại mà nhìn xa được? Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Không tự cho mình tài giỏi hơn người là một loại khiêm tốn, là thể hiện của một người có trí huệ. Đừng tùy tiện hứa hẹn, phán xét. Có câu rằng, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Cho nên thói quen tạo nên con người. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành khẩu nghiệp. Một sự việc, một hành động của một người nào đó rất có thể thực sự không như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên, nhiều lúc tưởng tốt mà chưa phải là tốt, tưởng là xấu mà chưa phải là xấu. Đừng vội vàng tùy tiện phán xét người khác. Nếu không, có thể điều mà chúng ta nhận được sẽ là sự thống khổ trong hối hận. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh khi bạn gặp khó khăn. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình.
cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là khó khăn lớn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ vì những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn. Sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí cả những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn có thể đó là một loại đau khổ, nhưng đối với họ đó lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Cho nên, đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình, bởi vì rất có thể bạn đang làm phiền đến họ. Nếu có thể xem bản thân mình là một người khác, bạn sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ mà mình đang chịu. Nếu xem người khác là mình, bạn sẽ biết được tôn trọng sự độc lập, không xâm phạm người khác. Nếu xem mình là mình, thì sẽ quý trọng bản thân, vui vẻ mà sống. Có thể được hiểu người khác chính là một loại trí tuệ. Có thể được người khác hiểu mình thì đó là một loại hạnh phúc. Có thể tự mình hiểu mình thì đó mới là người tài đức. Đừng dễu cợt, châm chọc người khác. Làm tổn thương nhân cách của người khác thì có thể vui vẻ nhất thời, nhưng sẽ mang vết thương suốt đời. Trên thế giới này, sinh mệnh vốn là dựa vào nhau để sinh tồn. Cho nên, ai cũng cần phải học được biết ơn. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn sự bình yên của xã hội, cảm ơn hương vị của đồ ăn, cảm ơn sự ấm áp của quần áo, cảm ơn nghịch cảnh. Đừng giữ mãi những hằn học. Đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là việc những người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói những gì bạn đã làm thì ổn đối với tôi, mà là nói tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc hãy buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác mà nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, mà bạn dành để mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Đừng ức hiếp người yếu hơn mình. Đồng cảm với người yếu hơn mình là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa. Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có thể có một thân thể khỏe mạnh. Người có phần độ lượng thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất.
người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có nhiều thêm một phần nhân duyên. Càng có nhiều thêm một phần sự nghiệp, tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính. Đừng tự khép kín bản thân. Giúp đỡ người khác là một loại cao thượng, hiểu cho người khác là một loại độ lượng. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi xảy ra việc gì, đừng tự khép kín bản thân mình. Hãy mở lòng đi, đi làm những việc này để thành tựu bản thân mình và thành tựu người khác. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Cuối cùng, đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác thì không. Hiểu thấu những lời Phật dạy về chữ tâm, ắt hưởng phúc lành. Thật may mắn khi bạn và tôi được sinh ra, nếm trải hỷ nộ ái ố, những buồn vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cha mẹ cho chúng ta cuộc đời. Tuy nhiên, sống tốt hay xấu là sự lựa chọn của chính chúng ta. Cái quan trọng, quý giá nhất của chúng ta đó chính là chữ tâm. Tâm điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc cho mọi khổ đau, hạnh phúc cuộc đời. Cùng lắng nghe những lời Phật dạy về chữ tâm để tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Tâm thanh tịnh, ắt hưởng phúc lành. Nhu cầu thiết thực của mỗi con người: tiền tài, danh vọng, vật chất. Và họ cố gắng để đạt được những thứ thực tại đó bằng nghị lực, sự chăm chỉ. Đúng hơn là những người làm giàu chính đáng bằng chữ tâm tài. Nhưng còn không ít nhóm người bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đúng sai để chạy theo đồng tiền, rồi cuối cùng cũng chỉ khiến cuộc sống bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. Bài viết dưới đây, tôi cùng các bạn cùng tường minh lời vàng thước ngọc của Đức Phật răng dạy về chữ tâm. Có hiểu thấu được lời Phật dạy thì con người chúng ta mới đạt được hạnh phúc viên mãn, phước lành theo mãi. Nhất thiết duy tân tạo, mọi việc đều từ tâm mà ra. Quả đúng như vậy. Tâm trí hay khối óc chính là nơi điều khiển, pha trộn mọi cảm xúc, từ vui buồn, thiện ác. Tất tần tật những công đức nghiệp báo của một đời người quyết định phương cách sống cuộc đời. Từ bi, hỷ xả hay đố kỵ, ghen ghét đều được con người lựa chọn. Tâm sinh tướng, nếu tâm trí tốt sẽ tạo ra được phước lành, nghiệp lành. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, giản đơn và luôn luôn hạnh phúc. Tâm xấu luôn luôn thúc đẩy sân si, ganh ghét, đố kỵ với tất cả mọi thứ xung quanh. Với những người có tâm khởi phát là sự xấu xa, ghen ghét, chắc chắn sẽ tạo ra quả đắng. Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có thể lựa chọn cách sống, phong cách ứng xử để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng một xã hội hay hoàn cảnh nào có thể đưa đẩy cuộc đời bạn đến bờ vực thẳm. Có chăng là chính bạn đã tự bước chân vào sa ngã mà thôi. Thức tỉnh sửa chữa sai lầm, như đạo lý nhà Phật là sám hối, giúp cuộc sống con người từ đen thành trắng, ác
thành thiện, nhưng cần kiên trì, bền bỉ. Sám hối giúp bạn tĩnh tâm, nhìn nhận lại bản thân với những lỗi sai lầm trước đây trong cuộc sống. Chủ động sửa sai, sống lương thiện trong sáng, trong tâm trí khởi phát phước thiện lành, giúp cuộc sống trở nên vẹn tròn, tốt đẹp hơn. Một con người gian manh, độc ác thì chắc chắn gương mặt không thể thánh thiện, phúc hậu, hiền lành được. Mọi sự thiện ác, lành ít dữ nhiều đều từ tâm biểu hiện ra ngoài. Hành động là minh chứng rõ ràng nhất để thể hiện người có tâm hay vô tâm. Hành động, tính bạo lực, hiềm khích, ganh ghét. So sánh được những khía cạnh đó, bạn có thể đúc rút được người đối diện của bạn tâm có sáng hay không. Một người khởi phát hiền lành, phúc hậu, thanh lịch, nho nhã, chắc chắn họ là người có tâm trong sáng. Tâm tốt xấu chắc chắn biểu hiện ra khuôn mặt của mỗi người. Bất kể người đó là người xấu xa mà cố giả tạo là người tốt, thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy mà thôi. Thông qua hành động của con người để nhận xét được tốt xấu. Ngẫm cuộc đời con người là hữu hạn, tại sao chúng ta phải ganh đua, bon chen với tiền tài, danh vọng, địa vị mà bỏ quên hạnh phúc vẹn tròn, nhỏ nhắn bình dị trong một gia đình? Ai ai cũng khởi tâm thiện lành thì trái đất sẽ chẳng còn khổ đau, giận hờn. Để đạt được lên đến cõi Niết Bàn, cõi cực lạc tiên cảnh, thì mỗi người phải gột sạch tâm ba cõi, không còn tham sân si. Liệu rằng trong xã hội hiện đại có ai đạt đến cảnh giới nhà Phật đề ra hay không? Hiểu đơn giản, khi bạn gieo hạt giống tốt đẹp, thiện lành vào đất, thì 10 năm, 20 năm sau, bạn sẽ gặt được trái ngọt. Còn bạn gieo hạt giống chanh chua, cọc cằn, thì 10 năm, 20 năm nữa, chắc chắn trái bạn nhận là trái đắng rồi. Cuộc đời con người có nhân quả. Cái chính là nhân quả đến sớm hay muộn trong cuộc đời bạn mà thôi. Bản năng của con người sinh ra đã tham sân si, chỉ khi chữ tâm chế ngự được hay không mà thôi. Nếu lòng tham nổi lên, con người sẽ ngụp lặn trong những chuyện xấu xa, đồi bại, nhằm thỏa mãn lòng tham. Mà giới hạn ở lòng tham gì vô hạn, không có một điểm dừng, đặt ra một giới hạn nhất định. Nhưng khi đạt được rồi, lại muốn cái xa hơn, tốt đẹp hơn. Tham sân si nếu không chế ngự được, thì chắc chắn cả đời này chỉ chạy theo hạnh phúc mà thôi. Rất khó để con người có thể chế ngự được lòng tham. Khi nó gặp thời điểm lý tưởng để phát triển, khiến con người trở nên u mê tâm tối, bất chấp luân thường đạo lý để đạt được tiền tài danh vọng. Chỉ khi con người ta chịu sự khổ đau, dằn vặt, vấp ngã cuộc đời thì mới tỉnh ngộ, giác ngộ theo tâm hướng hiện lành. Và khi đó lại loay hoay tìm cách thoát ra sự khổ đau bởi quả đắng mình gieo trồng. Nếu bạn không thể chế ngự sự giận, sân, si, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn và tồi tệ hơn. Khi đó con người luôn bị chìm đắm trong khổ đau, nghiệp chướng nối tiếp mãi mà chẳng thể nào thoát ra được. Chỉ khi con người được giác ngộ giáo lý nhà Phật mới có thể thức tỉnh u mê, tầm tối để hướng thiện và làm lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi vật, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn, hạnh phúc, may mắn hơn, dù trong nghịch cảnh qua cái nhìn của người khởi tâm tốt. Dù khó khăn, u uất hay thậm chí oan sai, nhưng họ vẫn nhìn ra được những điều bình dị nhất mà họ may mắn có được. Hạnh phúc từ những điều bình dị, gần gũi.
giúp cuộc sống của con người trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Lời Phật dạy về chữ tâm giúp chúng ta thức tỉnh cuộc đời. Bạn gieo một tâm tốt đẹp, chắc chắn bạn sẽ nhận trái ngọt. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, bình dị, nhưng không kém hạnh phúc. Còn những người luôn mang những thứ xấu xa, nghi kỵ đến mọi nơi, thì sống trong tiền bạc, nhung lụa cũng chẳng thể vui vẻ, hạnh phúc được. Cuộc đời con người hữu hạn, vậy tại sao chúng ta không sống tử tế, tôn trọng đồng loại ngay từ đầu để cuộc sống tốt đẹp hơn?